Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Thế gì đây? Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Zubra PUBG phiên bản là vườn thú nha anh em. Và mình đã rất là may mắn mình mở được cái con nhân vật mang tên là Nyx, con cáo. Con này thì mình thấy nó cũng khá là hay vì nó sẽ có một cái chiêu bay nhảy rất là khó. Thế là ui, trời sao đông thế? Trời đông vãi chưởng. Có lẽ là mình ui vào luôn ạ, mình còn chưa kịp bấy luôn anh em. Con này cầm được súng, con này cầm được rất là nhiều thứ. Ấy, có cung xịn anh em. Có cung xịn rồi, ok. Lên đường thôi anh em ơi. Rồi. Hơi lag một tí nhá. Có con nào ở đây không? Mình sẽ đánh con này trước. Con này nó có đồ vàng anh em ạ. Con này có đồ vàng. Chết luôn. Rồi ok. Bắn nó. Đông thế anh em ơi. Đông cách thật sự luôn. Nhờn. Chạy. Tôi đang cố gắng rồi đi. Chạy đây đã. Nó hồi máu này anh em ơi. Con lợn nó hồi máu ấy. Oh, khó phết nhờ. Khó chơi phết à. Nào, xem nào. Úi ôi, nó có quả thương. Con này nó vào sau ạ, nó đợi nó vào anh em. Hay thật sự luôn. Chúng ta cứ đánh kiểu là sẽ bị mất, kiểu là mất lộ vị trí ra ấy. Con Nyx này sẽ cần thêm khá nhiều điểm nữa thì mới có thể là lên cấp được. Và nó sẽ cầm thêm 2 đồ. Cái chỗ vũ khí vàng lúc nào đó sẽ rất là đông, cực kỳ là đông. Có con kangaroo này, máu cái máu rất trâu này. Nó gì sang bên này rồi. À, mình sẽ vào sau đi anh em. Chúng ta nên vào sau đi. Khó phết. Bây giờ mình lên được cái mức cúp mà cao cao ấy thì gặp toàn đối thủ khó nhằn, khó sơi thôi. Có lẽ chúng ta nên tránh combat và... Ui, có đồ. Có đồ vàng luôn ạ. Ngon vãi lều. Ok. Có đồ gì không? Chết rồi đi, ok. Rồi, có thêm quả súng này. Chúng ta nhặt đồ cực kỳ nhanh nhá. Chúng ta sẽ nhặt hết những cái đồ cần thiết để cho cái cuộc hành trình của chúng ta. Cho có một chiêu lướt khá tốt ở đây. Ở đâu đây? Đâu đây? Chúng ta cần tìm cái con mũ đội mũ vàng và để giết nó, lấy đồ. Nhưng chúng ta sẽ rút kinh nghiệm từ cái lần trước. Đó, chính xác là lần trước là rất là... Có gì bé bé ra? Có con gì bé bé ở đây? Bình tĩnh thôi anh em. Chúng ta đang ném ở đây á. Nó ở đây không ta? Ở đây không phải. Ở đây là chỉ có một cái con bé bé thôi anh em. Không có rồi, ở đây không có rồi. Tôi đi ra chỗ khác thì nó sẽ hợp lý hơn. Chết rồi, chết tiệt. Chết mày đi. Hay quá. Chúng ta khỏe hơn nhiều. Chúng ta phải nói là chúng ta khỏe hơn rất nhiều so với cái con kia của nó. Nên giết nó là một chuyện rất là bình thường thôi. Ui. Ấy, chà. Nổ, yes. Đơn giản mà anh em. Có gì đâu. Đây, tôi có thêm một cái lớp giáp nữa. Ok, đi nào anh em ơi. Đi nào thôi, đi thôi. Có thể là nằm trong top 1 chăng. Chúng ta nên cẩn thận. Mình có súng rất mạnh và mình có hai máu. Ừ.
người ta ra ngoài kìa. Chúng ta sẽ có thêm, ok. Và đây là tương ơi. Và đây là cưng. Ok, lấy thêm cái này luôn. Cho anh lấy đồ rất là nhanh. Hiện tại lấy đồ rất nhanh luôn. Tôi đang có khá nhiều đồ ở đây. Bắn đi nào. Từ ném vào đây đã. Có một con rơi ra đồ. Bắn trượt, bắn xịt rồi. Chưa, bắn xịt rồi. Ui ôi, nó khỏe quá anh em ơi. Poso kill, mình được có top 2 thôi. Con này nó cận chiến tốt quá, tại vì là nó máu trâu hơn mình rất nhiều. Mình cũng level 3 dành cho con nick vậy thôi. Chưa ăn thua. Hay thật sự. Chưa top 2 đấy, chưa? Đánh cẩn thận cái là top 2 ngay. Rồi mình sẽ ở mình một chỗ luôn. Chỗ này thường có đồ xịn lắm. Úi thấy chưa? Nói xong cái có đồ xịn luôn. Có đồ xịn này. Chiến luôn. Ok. Con này khả năng hồi và vượt sông các kiểu rất nhanh. Nhặt đồ siêu nhanh. Một trong những con đánh rất tốt nhưng mà máu thì nó hơi yếu nha anh em. Nếu anh em định chơi con này thì hãy nên nhớ rằng máu nó sẽ rất là yếu, nó chỉ có tầm 3 thanh máu thôi. Nhưng nó được cái là nó di chuyển rất là linh hoạt. Cực kỳ linh hoạt luôn. Nào, có gì không? Hello. Từ từ thôi. Chúng ta sẽ không có gì ở về ấy cả. Bình tĩnh thôi, cứ từ từ thôi. Chúng ta đi xung quanh để kiếm thêm đồ xịn sò thôi. Hiện tại không có đồ xịn sò ở đây. Cái map này nó không hiện được cái vị trí. Mình phải nhớ cái vị trí ngay từ đầu ấy. Thì nó sẽ hợp lý hơn không? Súng ngon này. Nó quay đây này. Không được. Úi dồi ôi, sao nó bắn vẫn chết mình nhở? Vô lý ra. Con này bắn con Pirafon này ra làm cho tôi 10 nhưng mà tại sao nó bắn vẫn chết mình nhở? Hay quá. Hay quá. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục chơi đi. Chơi nhiều, chơi càng chơi nhiều thì kinh nghiệm sẽ càng lên thôi. Mình sẽ đi sang bên này trước. Đang di chuyển tới chỗ bốn con sư tử kìa. Ten. Chúng ta đang ở chỗ này, nó hơi khó. Cầu bị vướng cầu ạ. Quá nhỏ cho bắn lọ luôn. Đây rồi. Tôi có một cái rồi. Cái này sẽ nảy ra thành 3 quả. Nó khá là hay. Có đồ không ta? Cung vàng. Không có đây, cung vàng đây rồi. Mình có cung vàng đây rồi. Mình cần đếch gì với bọn kia đó. Này nó có cái gì thôi. Thương vàng. Úi ôi, con lợn nó khỏe thế. Không được. Quá nhỏ luôn. Đi bay trúng cái bay trúng vật cái con kakuru của nó. Ai nhỉ, nó level cao hơn mình. Mình vẫn chưa lên level được tại vì mình thiếu mảnh con nick này. Chưa đủ mảnh con nick này. Vì thế mình mới có cầm được có 2 món đồ thôi. Khá là tệ, phát đẹp đấy khá là tệ ra. Đi solo với con Tinh Tinh là
là không ổn một tí nào rồi. Tí gì nó rất là trâu. Sao em làm gì? Trời ơi, sao em làm gì hãy cưng? Nó di chuyển khá là nhanh nha. Có một khẩu súng bạc ở đây, mình cần sang đây để lấy luôn. Đó, ok, nhanh lắm. Rồi, chúng ta sẽ có súng bạc ở đây. Súng bạc, súng vàng. Lướt qua rất nhanh. Ơ, bị giật lại luôn ạ. Thế mới buồn cười. Giật lại mới hài. Đi này anh em. Đây có gỗ à? Có gỗ thì đi sao được. Đang bơi qua sông, rất là nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm luôn. Có súng vàng anh em. Nó sẽ né, còn là auto né luôn. Nó có súng vàng, còn đây có súng vàng anh em. Có cái được cái rất là trâu nha. Đâu nhỉ? Súng vàng không ra lên nữa à? Mình cần thêm súng vàng anh em ơi. Cứ để đánh nhau đi. Trời ơi, kệ thôi, mình không quan tâm luôn. Ô, không thèm sang đây luôn ạ. Ui dồi, lợn nhà đó. Hay thế nhở? Nó biết sử dụng luôn ạ. Máu trâu thế. Rồi. Ui ôi, nó lao nhanh thật sự luôn ạ. Hay quá nhờ. Việt Nam the best. Cái này nhiều người Việt Nam chơi trò này phết này anh em. Tôi cần phải lên cấp cơ, trời, ra ngoài xem có cấp không, lên cấp được cái mở hòm không nhỉ. Cho một cái lyric mới này. Wow, available character, chúng ta sẽ có thể lấy nhân vật mới à? Không, hiện tại là chưa, hiện tại tôi chưa có nhân vật mới. Sắp có thôi, sắp có nhân vật trong này có thể lấy được. Lyric 3 này, lyric 4 này, có con gấu à? Có tỷ lệ phần trăm sẽ ra thôi chứ không phải là 100% sẽ ra. Rồi, tiếp của chơi thôi. Game đang hay, đang rất là cuốn. Mình đang ở đâu ta? Mình sẽ xuống dưới này đi. Rất đông. Quay lại. Quay lại đây phát. Cho được một trận top 2 là tốt nhất trong cái này. Bây giờ game đã quay lại luôn. Một trận nó sẽ có tầm khoảng 35 người. Cái này thuộc về kỹ năng sẽ... Đừng. Đi đâu đây? What the fuck? Lấy đồ ấy chứ. Ok, bắn nó đi anh em ơi. Cũng vào. Rồi, ok. Ném bừa phứa luôn đi. Sợ gì? Đã sợ gì đâu bọn này đâu anh em. Chúng ta đang có súng đều. Súng hơi đều rồi. Để xem rồi. Trong đây có ai không? Hình như không có ai luôn. Đấy, có một con này anh em ơi. Đúng ta. Ở đây tưởng có một con. Không có à? Con này di chuyển rất là nhanh luôn. Phải nói là di chuyển cực kỳ nhanh. Được cái là nó rất là khó đánh. Tại vì nó di chuyển quá nhanh luôn. Ok, nó lấy được Legendary rồi. Vũ khí huyền thoại rồi. Đây không có gì cả. Tôi đang đi cố gắng kiếm nốt những cái thứ còn sót lại được. Còn có 15 người. Băng qua luôn. Mình ném cực kỳ xa với quả bom như thế này.
bình tĩnh anh em ơi. Úi dồi, đánh nhau kinh thế. Sợ thế. Ui, con lợn này nó hồi máu nhanh thế, level 6 ạ. Điêu vãi, điêu hình vãi. Đánh nhau đi, đánh nhau đi. Thế lấy được máu này thì đánh sao? Nó trâu quá. Gần như là mình không có ăn thua với nó luôn anh em ạ. Kiểu là mỗi lúc cột điện ấy. Con lợn này. Lồng. Đánh nhau đi, đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau đi, 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 đánh nhau đi anh em. Hãy để tôi ăn là ngư đắc lợi phát nhở. Hai con, hai hàng đánh nhau, hai hàng đánh nhau. Mình vào đây làm cái gì? Mình tập trang làm cái gì? Trời ơi, ngu. Ơ, con lợn này. Con lợn này, con lợn này, con lợn này, nhờn, ghét thật sự luôn. Từ từ, ngươi đắc lợi phát nhờ anh em. Đúng rồi, ngươi đắc lợi. Úi, chết rồi, chết rồi. Nhờn, nhờn, nhờn. Ây à, con lợn này nó toàn giết mình ạ. Chó đấy. Con Slumberjack của chúng ta, thằng Jin này vẫn hay ăn gọi là quá bá luôn. Hình như là nó cấp 6 thì phải. Máu trâu ấy. Rồi thì chúng ta sẽ cứ mình về. Xin chào anh em nha. Bye bye.